Mà anh có thể làm những cái hoa. Và vô tình hôm nay em cũng là tự tay xếp hạt. Chúng ta cũng có điểm chung rồi đó. Mình nhìn nhau, mình ở Đà Lạt đúng không anh? Dạ đúng rồi ạ. Có dịp nào để anh có thể lên Đà Lạt được không nhỉ? Dịp là tự mình tạo ra. Ok. Vậy em có muốn hỏi gì anh không? Dạ anh có quý con nít không? Anh rất yêu con nít. Dạ. Cháu các cháu của anh rất là quý anh. Tại vì anh hay chơi chung với tụi nó. Dạ. Còn cháu em là em nuôi nó từ trong tháng cho đến khi đầy năm. Nên em cũng rất quý con nít. Mình có nhiều điểm chung đó chứ. Dạ đúng rồi, ngay từ khi mà cái làm handmade là em đã thấy hợp rồi. Quá hợp luôn. Dạ đúng rồi. Mình dùng bữa đấy nhỉ. Dạ, em mời. Dạ, mình dùng anh. Anh có thể phụ em cồn gói được không nhỉ? Dạ thôi, dạ em thì cũng... Rồi ok. Em có muốn thử món bên này không? Dạ. Cho anh xin cái chén nào. Dạ, mình đổi chén. Đổi chén luôn. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Mời anh. Dạ, mời. Ở nhà thì anh có chuyên ăn những cái món gì không? Anh thì... Anh có dị ứng thì... Anh là người dễ nuôi á. Dạ. Nên cái gì, món gì anh cũng ăn được. Vậy là anh... Và bây giờ chưa phải là thời gian ẩm thực. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay. Hello, chào em trai. Chưa có mở ra đâu cưng ơi. Em mở ra em nhìn thấy chị Tường chứ chưa nhìn thấy bạn gái nha. Bây giờ chị Tường ra mời bạn gái mình vô cái đã nha em nha. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cái bàn phía trước. Rồi, ngồi vô rồi em mời. Rồi, mở mặt nạ ra được rồi hai bạn. Ok. Trước tiên là mình sẽ giới thiệu thông tin của mình. Rồi, em trai giới thiệu trước. Chào chị Cát Tường. Chào bạn gái bên kia. Mình tên là Trần Đình Thắng. Dạ, năm nay 31 tuổi và mình đến từ Đắk Lắk. Hiện đang mình đang là tài xế lái xe. Lái xe là lái trong Đắk Lắk hay là mình lái đường dài? Dạ, lái vòng quanh tỉnh đó thôi ạ. Xuống đây ghi hình thôi là mình về lại Đắk Lắk á hả? Dạ, chờ bạn gái là nếu mà đồng ý thì có thể dẫn đi chơi được ạ. Em xuống đây hồi nào? Dạ, mới hôm nay. Mời em giới thiệu, đây là anh Thắng ha, 31 tuổi. Em chào chương trình, em chào chị Cát Tường, em chào anh Linh Kỳ. Em tên là Thùy Na, quê của em thì cũng gần anh Thắng. Em ở Đà Lạt, nhưng mà em xuống đây làm cũng 7 năm rồi. Hiện em đang công tác và làm việc tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh năm 88 ạ. Em là sinh năm 89 hả? Dạ. Rồi, bạn gái lớn hơn bạn trai mình 1 tuổi, không có vấn đề gì cả nha. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Na? Dạ, em thì là người tương đối là hoạt ngôn. Em có thể nấu ăn và nấu những món ăn chơi thì rất là ngon. Ví dụ như món gì? Giống như là em làm sữa chua hoặc là kem lăn thì rất là ngon ạ. Dạ. Hai món đó chị đều thích. Sữa chua giúp tốt cho đường ruột, men tiêu hóa. Nhưng mà bánh thì nó hơi mập ha. Nhưng mà vẫn rất là thích. Dạ. Còn đồ ăn mặn nấu được món gì? Dạ, đồ ăn mặn thì em nấu được những cái món ăn bình thường trong gia đình thôi. Em thì nấu ăn hơi mặn xíu à. Còn em thì em không ăn được ngọt. Mấy món mặn mình nấu có vị ngọt một xíu thì em không hợp lắm. Dạ, điểm yếu của em thì khi hồi hộp thì em hay bị mất kiểm soát đó chị. Nhiều khi em nói mà không biết mình đang nói gì. Đúng rồi, mình chưa kịp suy nghĩ thì mình đã nói rồi. Thì nãy giờ nói là có kiểm soát được không? Dạ, em vẫn kiểm soát được. Vậy là chưa có gì hết, chưa có rung, chưa hồi hộp. Dạ đúng rồi. Bạn gái mình ví dụ như lớn hơn mình một vài tuổi có vấn đề gì không? Dạ không, em cảm thấy chuyện đó là bình thường chị. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của Thắng là gì? Điểm mạnh của em thì nhìn bên ngoài là em người hiền lành, rất được lòng của các bậc phụ huynh trẻ nhỏ. Người vẫn giờ vẫn ế. Tại sao ế? Tính trẻ con quá. Trẻ con là như thế nào cụ thể? Tức là vô tâm mà vô tình nữa, vô tư nữa, suy nghĩ nó vô tư lắm. Như vậy sao có bạn gái được? Mình phải quan tâm bạn gái thì mới được chứ. Thế còn ưu điểm? Ưu điểm của em thì biết làm đồ handmade. Ví dụ làm gì? Dạ bông này, ribbon hay là bằng giấy, rồi bằng vòng tay vậy mà. Hay quá vậy. Dạ. Tự nhiên sao lại là biết làm mấy cái đó, thích làm dạ, mấy cái đó? Tại vì thời gian rảnh rỗi á thì em có bạn nó cũng làm handmade luôn. Hai đứa cùng làm trao đổi qua lại từ đó. Thích làm. Cái công việc của em đang làm hiện tại nó ổn định không? Kinh tế đồ, ví dụ mình lo cho vợ con được không? Thu nhập thì so với trên Đắk Lắk là ổn định. Có thể lo được cho gia đình. Công ty của em gái. Công ty em gái. Em gái mở công ty. Công ty là chuyên về gì? Vận tải á. Ở nhà cũng sắp xếp được. Nói chung là do công ty gia đình cho nên là cũng xin được. Làm ăn ở ngoài khó khăn lắm em ơi. Em nghĩ là cơ hội người khác liền chứ đâu tới mình. Dạ đúng. Đúng không? Ủa vậy là hồi xưa học cái gì ra? Công nghệ thông tin ra. Học công nghệ thông tin ra sao đi làm lái xe không vậy? Dạ thì đi làm công việc nó áp lực quá, vậy lại nhiều vấn đề nữa.
cực ha. Bây giờ áp lực khổ lắm, bởi tao nói nhiều người học đại học ra nha quý vị, đi làm ăn vẫn thua những người đi làm những cái nghề bình thường, chạy xe công nghệ hay là shipper hay gì mà còn đủ sống. Mà bây giờ nhiều khi học đại học ra, trời ơi, đi cầm cái bằng đi xin móm mỏ chưa có việc để làm, khổ lắm. Bây giờ quay lại chút xíu về tình trường nè, tình trường em sao Na? Dạ trước giờ thì em chỉ trải qua một mối tình thôi ạ, mà em đơn phương. Rồi bạn đó biết em yêu đơn phương bạn đó không? Em đã có nói cho bạn nhưng mà bạn không có gọi là phản ứng gì hết. Bạn lơ luôn, lặng luôn. Dạ đúng rồi, mất hút luôn đó chị. Rồi bên này sao? Thắng tình trường sao? Dạ em có 4 mối tình, dạ 2 chính thức và 2 đơn phương. Hai? Ủa sao ai cũng có cái tình đơn phương hết vậy ta? Tại vì chị yêu ai, tao không yêu chị thôi, tao chị đi chỗ khác cho rồi. Chứ đó mình đơn phương chứ nó cực vậy trời. Nhưng mà thôi, đơn phương sao nè, đơn phương lâu mau. Dạ đơn phương thì cũng được 2-3 năm gì đó. Mình mong muốn tìm một người bạn trai, một người chồng trong tương lai của mình như thế nào? Em á thì em tương đối là nói nhiều hoạt ngôn, nên em muốn bạn trai em cũng phải giống như em. Kỳ vậy, bậy rồi. Mình nói nhiều hoạt ngôn thì mình cần người trầm tính nghe mình nói chứ, hai người cùng nói à. Khi mà em nói á, mà bên kia chỉ biết im lặng nghe và cười thì mất hứng. Đúng rồi. Nhưng mà em phải hiểu nha, hai người mà cùng nói là mệt lắm luôn á. Có bởi con phụ nữ có nhiều cái nó ngộ lắm. Giống như chị cũng vậy nè, chị đã từng có bạn trai mà nói nhiều quá là hồi dành chị nói là chị quạo. Nhưng mà ngược lại giờ chị có bạn trai mà im im không, nói gì cũng im cười cười, nhiều khi mình cũng quạo. Ủa anh có nghe em nói không vậy? Anh nghe thì anh phải có biểu hiện, anh phải có hỏi lại gì mình chứ. Có nghĩa là cái người lúc nào cần nói thì nói, lúc nào cần nghe thì phải nghe. Nhưng mình đã là người nói nhiều thì cái người đó phải nghe nhiều hơn mình. Nếu trong hai cái câu chuyện để em phải lắng nghe hoặc em phải nói, em chọn cái nào? Dạ khi mà em nói xong thì bạn đó cũng phải đưa ra ý kiến xong rồi cũng mới tương tác với em, chứ không phải là nhưng mà tương tác là tương tác chuyện của em hay là kể chuyện của người ta? Em nói thật lòng đi, nói chung là tương tác chuyện của em và khơi gợi cái chuyện của người ta đó. Như vậy thì mới đôi bên mới có thoải mái và nói chung là tạo một cái môi trường thoải mái. Thật ra nó tâm lý á, những cái người mà hoạt ngôn thích nói nhiều á là chỉ muốn thiên hạ nghe chuyện của mình nhiều hơn, tại vì nhu cầu nói của mình nhiều lắm. Mình nói chưa có đợi hết thời gian là ví dụ gặp nhau uống cà phê một tiếng hồ, mình nói cái hết gần tới giờ đi về luôn rồi, nên chưa kịp để nghe người ta nói đâu. Cho nên cái người kia phải lắng nghe nhiều hơn. Lâu lâu người ta chứ, ủa em hay quá, ủa vậy hả em, là chỉ tương tác lại một chút xíu cái chuyện của mình thôi mới đúng ý mình. Đó là kinh nghiệm của chị đó. Chứ em đừng đòi người nói nhiều là về em cũng không ở được bao nhiêu đâu, nói thiệt. Chị nói vậy đúng rồi. Ngoài ra em còn cái chuẩn nào nữa không? Về vóc dáng, ngoại hình có yêu cầu gì không? Bạn nam phải cao hơn em. Em cao mét mấy? Em cao cũng mét rưỡi. Mét rưỡi, em cao mét mấy? Dạ em mét 67 chưa mang giày. Mét 67, rồi vừa chuẩn, đẹp, hết chưa? Ờ dạ. Có cái điều gì không thích ở người bạn trai? Bây giờ thì mình nên chưa nên nói ra chị. Trời ơi, mình phải nói ra luôn coi được, người ta tới được người ta ve chứ, mất công mất thời gian. Đứa ở Đắk Lắk, đứa ở Đà Lạt đâu mà rảnh đâu mà hiểu không? Dạ. Vậy thì em không thích người gia trưởng. Đó, mình phải nói rõ quan điểm chứ. Mất công lắm, mất thời gian lắm em ơi. Bây giờ quen 2-6-7 tháng, năm mà không cưới thì chia tay kiếm người khác cho nó lẹ. Đúng không em? Dạ. Nãy giờ chị nói gì cũng đúng hết hả? Dạ, có. Em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Đầu tiên là em muốn tìm bạn gái nói nhiều hơn em tí. Đây, nói nhiều hơn em. Em có gia trưởng? Em thì không hề gia trưởng. Dạ. Ok, còn gì nữa? Muốn kiếm gì vợ sao? Bạn gái thì phải cao từ 1m5 trở lên. Đúng 1m5 chứ không có trở lên nha. Dạ, thì dáng người thì đừng mập quá, với lại tóc đừng nhuộm và đừng xăm hình to hơn nữa. Hiện tại trên cái bề mặt bằng chung là nhìn là chưa thấy có xăm hình gì hết. Mà không biết kính ở trong có không thì chị chưa biết, cái đó em tự khám phá. Xăm thì được nhưng mà những mà xăm hình xăm nhỏ nhỏ thôi ạ. Về tính tình thì nó cũng hơi dữ dữ một tí. Dạ tại vì em đã quá hiền rồi. Chị để ý mấy người nói nhiều là dữ à? Em hiền lắm hả? Dạ em hiền lắm. Hiền khô à? Hiền khô rồi mà em kiếm người dữ nữa rồi tăng hiếp em sao? Đâu sao đâu ạ. Vợ chồng với nhau thôi mà. Nếu là về chồng thì anh hiếp giúp vì giúp. Thương mình mới hiếp, hiếp mình thôi. 88 là tuổi con gì? Thìn rồng ạ. 88 rồng em là gì? Rắn. Rồng rắn hả? Rồng rắn lên mây cỏ cây lúc lắc có ông chủ nhà không? Được ạ. Ứng dụng NetLove sẽ chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Quý vị hãy đón xem chương trình Hẹn Ăn Trưa nè, ghép đôi thần tốc trên ứng dụng NetLove, kết nối yêu thương. Rồng rắn quấn nhau là lên luôn á. Nghe có vẻ hợp với chị. Nghe có vẻ hợp á. Được không? Dạ được chứ. Thôi bây giờ coi hình cái đã nè. Em có hình không? Đưa chị coi. Dạ. Trời ơi, cái gì mà phè phỡn là dữ vậy? Hình này hồi chụp bao nhiêu năm rồi? Dạ cũng gần chục năm rồi chị. Trời ơi, ông đi kiếm vợ mà ông đưa hình chục năm trước. Ảnh là 50% mà sexy 50%.
Trời ơi, cô này cũng đưa cái hình gì mà ngồi mà một dọc vậy rồi biết đường đâu mà kiếm. Gợi ý là em là người đeo bản tên và ngồi kiếm cái dạng dọc ngồi đó đó. Hình như ai cũng đeo bản tên hết á. Anh đó là hả? 10 năm trước đó. Đâu anh nào? Dạ đây, anh thứ hai. Anh thứ hai vậy? Trời ơi, để tôi coi sao xương sườn dữ vậy, người ta muối mà ổng xương không vậy trời. Em này tấn trực. Ủa sao đón ra cô đó? Em suy nghĩ này nghe giọng nói nhỏ mà dáng người mạnh thì chắc là người. Trời đất ơi. Bây giờ xin mời quý vị hãy nhìn về cửa trái tim để xem ngày hôm nay phần dự đoán của chúng ta có đúng hay không nha. Sao mà đoán trúng được, hỏi ảnh coi anh nó phải ảnh không? Mà hỏi thử coi phải ảnh không? Chứ chị cũng không biết phải không luôn á. Em chọn anh thứ hai à? Biết rồi. Không phải mà. Ảnh bên bìa bên kia kìa. Bên trái. Đưa cái hình mà đưa nửa mặt sao ta nhận ra? Hình kia có mặt mà chị. 10 năm trước á, em thấy 10 năm trước với giờ có khác nhau gì không? Nói chung giờ thì chững chạc hơn. Vẫn còn nít lắm. Dạ. Ờ, mình có thể sửa. Có thể sửa. Dạ đúng rồi. Rồi có nguyện ý sửa hay không thì tặng em không biết. Quà có định tặng nhau không? Dạ. Đây là món quà từ tay anh làm. Hả? Tặng dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Cũng trùng hợp quá. Cái món này là tự tay em làm. Và mỗi con hạt là một ngày em chờ được gặp anh. Trời ơi. Lại nó bao nhiêu ngày chồng? Cái này phải về mở ra hai người cùng đếm. Và ngày hôm nay chúng ta đã được gặp nhau. Bây giờ mới đến tới phần ẩm thực. Xin mời quý vị sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng quê nhà. Ứng dụng NetLove sẽ chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Quý vị hãy đón xem chương trình Hẹn Ăn Trưa nè, ghép đôi thần tốc trên ứng dụng NetLove, kết nối yêu thương. Các Tường giới thiệu với hai bạn nha, đây là hai món ăn rất là ngon, rất là đặc biệt và trình bày rất là bắt mắt của nhà hàng quê nhà. Đây là món gỏi đồng quê và đây là món heo tộc da giòn. Bây giờ đến giờ ăn rồi, mình có thực mới vượt được đạo. Hai bạn vừa ăn vừa tâm sự trò chuyện với nhau nha. Chị Tường cũng ra ngoài tìm gì ăn đây, nhà hàng này nhiều món ăn ngon lắm. Ít phút nữa thì Tường sẽ quay trở lại. Thắng ơi, tự tin lên, mạnh dạn lên nha. Nếu muốn có bạn gái, nếu muốn lấy vợ thì phải ga lăng lên, bắt đầu quan tâm chăm sóc người ta nữa nha. Nói chuyện và ăn ngon nha. Dạ vâng, em cảm ơn. Rồi, xin mời hai bạn. Dạ, em cảm ơn ạ. Cảm nhận của em về anh hôm nay ngày như thế nào? Giống như anh nói, anh là một người trầm tính. Em rất ấn tượng nơi anh đó, mà anh có thể làm những cái hoa. Và vô tình hôm nay em cũng là tự tay xếp hạt. Chúng ta cũng có điểm chung vậy đó. Mình nhà mình ở Đà Lạt đúng không anh? Dạ đúng rồi ạ. Có dịp nào để anh có thể lên Đà Lạt được không nhỉ? Dịp là tự mình tạo ra. Ok. Vậy em có muốn hỏi gì anh không? Dạ anh có quý con nít không? Anh rất yêu con nít. Dạ. Chào các cháu của anh rất là quý anh. Tại vì anh hay chơi chung với tụi nó. Dạ. Còn cháu em là em nuôi nó từ trong tháng cho đến khi đầy năm. Nên em cũng rất quý con nít. Mình có nhiều điểm chung với chứ. Dạ đúng rồi. Ngay từ khi mà cái làm handmade là em đã thấy hợp rồi. Quá hợp luôn. Dạ đúng rồi. Mình dùng bữa đấy nhỉ? Dạ. Em mời. Dạ. Mình dùng anh. Anh có thể phụ em cồn gói được không nhỉ? Dạ thôi. Dạ em thì cũng... Rồi ok. Em có muốn thử món bên này không? Dạ. Cho anh xin cái chén nào. Dạ mình đổi chén. Đổi chén luôn. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Mời anh. Rồi, mời. Ở nhà thì anh có chuyên ăn những cái món gì không? Anh thì... Anh có dị ứng thì... Anh là người dễ nuôi á. Dạ. Nên cái gì món gì anh cũng ăn được. Và là anh cũng biết chút xíu về nấu ăn. Và là công việc nhà cửa thì cũng biết. Tại vì anh cũng tự lập từ nhỏ. Cho nên về sau này nếu mà được thì vẫn có thể phụ vợ mình chuyển nhà, chăm con, giặt đồ hoặc lau nhà các kiểu là làm được hết. Còn em thì em thích những người nào mà hiểu biết về điện, có thể sửa chữa máy móc ở trong nhà. Giống như là điện trong nhà hư thì mình có thể tự sửa chữa. Ống nước trong nhà bể thì mình cũng có thể tự thay. Kiểu cái vậy. Đó thì anh lại làm được. Tại vì nhà anh là con trai. Dạ. Nên phải lo hết cái đó. Dạ đúng rồi. Con trai ngày xưa với con trai bây giờ thì nó cũng có hơi khác. Nên em cần phải biết. Tưởng đâu em thò tay qua đây em gắp con tôm bỏ qua chén mình chứ. Rồi có gắp miếng heo nào cho người ta không? Dạ có chị. Phải gắp lăng nha. Sao? Ăn đồ ăn đây thấy ngon không? Nãy giờ tìm hiểu được nhiều chưa?
Cũng tìm hiểu được về sở thích, về quan điểm sống hết rồi. Nhưng mà thấy ổn không? Dạ ổn đấy chị. Thấy nhưng có nhiều điểm hợp nhau lắm. Nhưng mà xa, cách xa nhau quá, định hẹn hò với nhau sao? Nhà xa thì mình có thể dành một tuần thì dành thứ bảy chủ nhật. Thứ bảy chủ nhật được hả? Dạ. Mình Đắk Lắk đi qua Đà Lạt mất bao lâu? Tại bạn làm ở Sài Gòn đó chị. À rồi Đắk Lắk đi xuống Sài Gòn mà mỗi tuần đi xuống một lần hả? Nếu mà được quyền cho phép thì một tuần một lần. Đi bằng gì mà mỗi tuần đi xuống một lần? Đi. Em tại em thích đi phượt cho nên phải chạy xe máy xuống được. Chạy xe máy Đà Lạt ở Đắk Lắk trên Sài Gòn mà mỗi tuần chạy xuống một lần. Được mà chị. Chắc em tại được 3 lần đứt bóng cầu chì rồi quá. Em giỡn hoài em. Tại vì hồi xưa em cũng chạy vậy mà. Tháng đi một lần thì chị còn tin chứ. Đà Đắk Lắk với Sài Gòn mà em chạy xe Honda mà em chạy tuần lần chắc chị không tin nổi quá. Em tin không cưng? Dạ mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ok, mọi chuyện đều có thể xảy ra nếu như có tình yêu bắt đầu. Chị sẽ hỏi ý kiến người thân một chút xíu. Hôm nay em đi và chị thấy có mẹ em đi theo đúng không? Bây giờ sẽ gặp mẹ của Thắng nha. Dạ mời cô vô à cô ơi. Dạ chào Tường, chào cô ạ. À. Chào cô. À, hồi nãy giờ cô ngoài ngoài là cô nhìn thấy rồi, cô nghe hết câu chuyện của hai bạn chưa? Có rồi, nghe rồi. Dạ. Bây giờ cho hỏi là cô có cái nguyện vọng tìm kiếm con dâu như thế nào? Cô thì cũng có nguyện vọng gì nhưng mà con dâu hiền, biết chăm lo cho gia đình, có hai vợ chồng là thương yêu nhau là được rồi. Dạ. Rồi bây giờ cháu hỏi thiệt nè, hồi nãy giờ cô nhìn bên đây cô thấy sao? Thì thấy cháu cũng được. Cháu làm việc gì con? Dạ con là nhân viên văn phòng ạ. Thì con về bên Đắk Lắk có được không? Hiện tại thì công việc của con cũng khó thay đổi. Hơi khó thay đổi. Thì hay là được con đưa thẳng về chỗ con ở đi. Cái chuyện đó là thì rồi bây giờ cả hai đứa cứ nói chuyện nên để hợp cho cháu là mình giải quyết. Dạ. Mình bàn bạc với nhau thế nào thuận tiện thì mình làm ở đó. Nhưng mà ví dụ như dâu mà lớn hơn con trai mình một tuổi cô thấy được không? Không, nghĩa là nó hợp nhau là được thôi. Dạ. Nó thương yêu nhau là được. Để luôn. Thẳng ấy quá hiền mà nó nhạt lắm. Dạ. Dạ, cho nên là cũng phải có cái người vợ nó phải lanh lành xíu. Bây giờ thì mình chỉ mong vậy thôi. Dạ. Thì bên này nhát là ấy thì bên này phải nhanh tí. Dạ. Đó, thế là rồi, hy vọng qua bu lại. Cũng hy vọng là ngày hôm nay Tường cũng mát tài kết được cái mối lương duyên này. Rồi, vậy cảm ơn cô rất là nhiều nha. Cảm ơn Cát Tường nha. Hy vọng là có tin vui cho gia đình. Hay xem Cát Tường lắm nên bây giờ mới được gặp đấy. Dạ, cảm ơn cô ạ. Bây giờ cô đi rồi mới hỏi cái vụ kia kìa. Là bây giờ công việc em sao, làm công nhân viên văn phòng có gì đâu mà khó thay đổi? Em thích sự ổn định. Và một khi em đã ổn định rồi thì em không thích sự thay đổi. Mà em ổn định mà em ở mình, mà em thay đổi mà em có chồng ở chung. Dạ, thì phải chờ coi cái hoàn cảnh nó diễn biến làm sao rồi thì mình đó lại tính tiếp. Cho nên á, đây là kinh nghiệm trong cuộc sống, đó là kinh nghiệm giao tiếp. Nhiều khi em giao tiếp vậy mà em mất điểm. Nếu trường hợp hồi nãy cô hỏi chị vậy là chị sẽ nói dạ hiện tại con đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà con lấy chồng thì con sẽ theo chồng. Còn cái chuyện mà có theo hay không là cái chuyện của hai bạn. Nếu như trường hợp chị mà là mẹ chồng mà đầu tiên mà em trả lời vậy là chị thấy em mất điểm rồi đó. Cái đó là chị Tường nói thiệt để sau này lời nói không mất tiền mua. Mà ví dụ như cái gì mà nó quan trọng hoặc là mình đã bàn bạc yêu nhau rồi mà đang tính tới cái chuyện hôn nhân bàn bạc thì lúc đó mình phải cần thẳng thắn. Con này mới gặp có một lần hà, biết có quen nhau không, biết có ở với nhau không, hiểu ý chị nói không? Nếu như mình thật yêu thương người ta, chưa gì mình đã khẳng định là công việc con đó là con không muốn thay đổi, vậy sao quen nhau được? Bạn ở Đắk Lắk, bạn ở Đà Lạt là không được rồi. Tự nhiên mình đóng hết những cánh cửa của mình lại. Trong khi đó tình yêu là một cái gì đó rất nhiệm màu và khó nói. Để mà hiểu được một con người nó còn nhiều vấn đề lắm. Rồi bây giờ thì Tường sẽ cho các bạn bóc những cái lá thăm của chương trình ha. Đây là những câu hỏi chương trình dành cho mình cho nó vui để mình hiểu nhau nhiều hơn. Cũng ấn tượng lắm ha, thích bóc lá màu xanh trong mấy lá ha. Rồi đọc lớn lên. Cô gái tiến tới massage cho bạn trai rồi hỏi cảm nhận của anh ấy. Nhiều khi mốt chồng về đi làm mệt mỏi về vợ bóp vai đồ xong cái móc hết tiền trong túi chồng luôn, thí dụ vậy. Cảm nhận nha cưng nha, ngồi dựa vô cho nó thoải mái thôi, cảm nhận coi. Đúng rồi. Rồi phê đi, hưởng thụ đi. Khéo tay hay làm nha. Ủa mà gì có nhiều đó sao ta cảm nhận được? Chưa có cảm nhận gì hết trơn á. Massage vai đồ này kia đồ. Trời ơi vậy mà bả la bả khéo tay hay làm. Mình làm xong phải hỏi ảnh cảm nhận sao nữa đó. Thoải mái không ạ? Rất là thoải mái. Khỏe chưa anh? Dạ được chứ anh. Thêm nữa đi, thêm nữa đi. Thêm nữa đi. Có nhiều tay nghề trổ hết đi. Dạ em chỉ cảm thấy người khác làm em như thế nào thoải mái thì em làm y chang vậy. Ừ. Em không có kinh nghiệm.
Làm sao ông không về Đắk Lắk luôn, ở lại Sài Gòn luôn đó nha. Được chưa anh? Dạ, được rồi anh. Được rồi, trời ơi, gần. Được chưa anh? Cảm nhận của em như thế nào? Thoải mái. Thoải mái. Dễ chịu. Rồi, tới phiên em. Được chưa? Bóc lá đi cưng. Xin. Rồi, giọng lớn lên coi nói gì cho ổng. Theo bạn, chuyện hôn thì bạn trai hay bạn gái cần chủ động? Vì sao? À, rồi trả lời luôn đi. Được chưa? Cái này em chưa hôn bao giờ sao biết? Em chưa hôn bao giờ sao biết chị? Cái gì? Nó có 4 mối tình, 2 mối tình đơn phương, 2 mối tình chính thức. Dạ thì chính thức mà đã được hôn đâu ạ. Trời đất ơi, quen nhau rồi cái mối tình thứ hai quen nhau bao lâu? Thì được 3 tháng mới được nắm tay thôi chứ đã hôn đâu ạ. Là tại vì anh không chịu hôn hay là tại người ta hôn mà người ta không cho hôn? Cái đó em không biết, tại em chưa chủ động bao giờ nên sao biết được đó. Trời đất ơi, sao ông hiền dữ vậy trời ơi là trời. Ủa, em được hôn bao giờ chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Vậy theo em nghĩ là giờ hôn là ai là người chủ động? Chắc là con trai chị. Chắc chắn chứ xong mới chắc là. Rồi bây giờ nếu hai bạn yêu nhau nữa rồi em có dám hôn không? Có. Có hả? Quen mấy tháng mới hôn? Dạ, tùy bạn nữ nữa chứ. Đó, mình đâu phải vô bập được đâu ạ. Tùy bạn nữ thì bạn nữ, không lẽ bạn nữ nói anh ơi hôn em đi? Không phải có tín hiệu chứ. Không có tín hiệu gì, em phải xả tín hiệu chứ sao bạn nữ nào mà ra tín hiệu? Thì em ra tín hiệu mà bạn ấy đáp lại thì mới được chứ. Em ra tín hiệu thì sao? Thì dẫn đi chơi rồi kề sát má vai rồi má môi sát má rồi hôn nữa mà đồng ý. Chứ mấy mối tình trước là chưa có môi sát má hả? Chưa, chỉ nắm tay thôi. Vậy sao? Tại nắm tay mà người ta cho nắm không? Dạ có. Người ta cho nắm rồi sao không tiến tới hôn luôn? Nhát mà chị. Trời ơi, đó thấy chưa, tại em nhát chứ làm sao. Nhiều khi cái cô đó cô bỏ em là tại vì quen hoài 3 tháng mà không hôn đó. Rồi lại thấy em khéo tay hay làm nữa, tưởng em giới tính không rõ ràng nữa. Không, cái này em trai thẳng. Chắc không? Chắc 100%. Chờ tình cảm tiến triển thôi sao đã chị. Chứ chờ là chờ cái gì em? Vô bập quá đâu có được đâu. Em nghĩ là đàn ông chủ động hay phụ nữ chủ động? Dạ em thích đàn ông chủ động. Như ai cũng thích đàn ông chủ động hết trơn á. Đi được với nhau chặng đường dài hay không là do các bạn. Thật ra chị Tường hỏi không phải làm khó tụi em mà hỏi cho vui, nhưng mà hỏi đó, qua đó để các em hiểu nhau. Thì bây giờ là cái lúc tụi em phải đưa ra quyết định của mình. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường nha, nhắm mắt lại nha. Đồng ý thì mình bấm mạnh, còn không đồng ý lặng lẽ lấy tay ra. Ok, rồi nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Hết thời gian, hay quá ha. Làm gì cũng chậm mà đèn hai bên trái lượt luôn. Rồi mời hai bạn qua bên đây. Nắm tay nhau. Rồi bây giờ thì Tường gửi tặng cho hai bạn đây nè. Dẫn bạn gái đi xem phim liền nha. Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Vô đó có không gian trò chuyện tâm sự với nhau. Rồi tặng bạn gái cái son để mà làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Như vậy là chưa có đi về liền phải không? Ở lại đúng không? Và bây giờ thì xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.